17 đối tượng đã bị bắt và khám xét. Tiền mặt và nhiều tang vật liên quan đến đường dây đánh bạc đã bị thu giữ. Qua điều tra, công an phát hiện nhiều vụ đánh bạc đã được thực hiện chót lọt với số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng. Theo tài liệu điều tra, các đối tượng đã lập ra các trang mạng liên kết với các đường link đặt máy chủ ở nước ngoài, kêu gọi người dân tham gia đầu tư tài chính trên không gian mạng. Nhưng thực tế là lôi kéo người tham gia chơi game casino đổi thưởng trực tuyến trên mạng Internet. Hiện nay thì ở Việt Nam chưa công nhận cái tiền kỹ thuật số, cho nên chúng sử dụng cái tiền kỹ thuật số này để tham gia cá cược trên các trang mạng do chúng thiết lập và có đường link nối với đường link của nước ngoài, hình thành lên cái hoạt động của cái ổ nhóm này theo cái hình chóp, có đối tượng cầm đầu và những cái đối tượng cấp dưới, và chỉ có những cái đối tượng sát với cấp trên nó thì mới biết nhau và hoạt động, mới gắn kết được vào trên cái trang mạng để mà hoạt động tổ chức đánh bạc. Các đối tượng đã thành lập các website, sử dụng nhiều tài khoản mạng xã hội như Zalo, Facebook để tìm kiếm khách hàng, sử dụng SIM giả, các email cá nhân giả để thực hiện giao dịch, mua xe sang, nhà đất để quảng bá hình ảnh. Công an đã xác định được số tiền trong đường dây đánh bạc này là hơn 30.000 tỷ đồng. Hiện Cục Cảnh sát Hình sự đang tiếp tục điều tra đến những đối tượng tiếp tay tham gia vào đường dây đánh bạc này.